Xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em. Chào mừng bà con đến cái kênh Em Sắt Với Thắng nha bà con. Giấc trưa này mấy chú cháu điểm tâm nè, này. Nàng chanh sống cô chú ơi. Chanh nha, bắt nha, ổi. Để kế bên chỗ em quay. Cô chú coi nó ác nhau vậy đó. Rồi đưa bắt mượn cái ghế này. Trưa nay mấy bác cháu em quay một ít đầu máy, có cái dọn gọi cái chưa dọn, nhờ anh em cũng như cô chú mình tham khảo nha. Bữa nay ngày 20 tây tháng 8 ha chị. Giờ con đầu tiên là cái lô B cô chú. Nay là từ B1 cái B10 ha. Cài quá cô chú ơi. Em bắt trước mang chanh giống nó em chấm. Cái em ăn giờ cái mỏ em nó dảnh như cái quặng luôn. Nó cái sắc cài qua với dành mà ớt nó dầm lên khúc vậy. Giờ con đầu tiên là con Magu 265. Đây là tài nhớt nè, tài nhớt nó dọn cô chú. Anh lấy luôn cái nắp nhớt của cái máy 2 thì dọn cô chú. Mà máy này có 4 cô chú ơi. Nó có 4 tài chưa gắn vô, bị sợ khi em thử em giật lên sợ nó bung ra nó bể cái nắp của cái máy. Rồi bây giờ em sẽ quay chi tiết cho nhờ cô chú anh chị mình tham khảo nha. Này bố ốc nó còn đây. Đó, cái tài nhớt dọn. Magu 265. Cái này xúc bình rửa bình xăng gọi cô chú. Đài nãy nó khoe với em là siêu nhạy luôn bác ơi. Rồi nhờ con test hàng cho con đầu tiên B1 đây tay. Mấy ngàn tại nó siêu nhạy giờ được nó chạy rồi. Nãy rửa. Con tắt con giật lại cho cô chú ơi. Đây này tại phải rửa cô chú ơi. Quá nhạy luôn. Cực kỳ nhạy. Cái này dọn rồi chỉ có cái nắp là cái nắp. Cái này là nắp mới nha cô chú. Còn bố thì em gắn trả lại cô chú mình ha. Bố thì em gắn trả lại. Rồi con đầu tiên con B1 của ngày hôm nay chúng cô chú là 1.300.000. Cái này mình mua tại chỗ là 1.000.000 đó cô chú. 1.000.000 còn phí vận chuyển là 30, tâm tính cô chú là 1.300.000. Dán cho nào còn một chút. Rồi chuyển cái phần chuyển dán thì chuyển đem ra ngoài đi. Con đầu tiên con B1 cô chú. À, ốc này con nhận vô. Con tiếp theo đây là con Mitsubishi DL23. Cái này thì bên em có thay cái bình xăng rồi cô chú. Thay cái bình xăng bự nè. Thay bình xăng bự rồi. Máy này thì đã làm nổ rồi luôn cô chú ơi. Cái này là bên em xúc rửa bình xăng. Không dài có khách là kêu bị con số khách hàng là biết dọn lại bức xúc rửa bình xăng, còn số khách cũng như bà con là tay ngang á, tay cắn giá giống như em vậy đó, là không có biết dọn. Về muốn máy hoàn thiện là về dĩ việc gấp cần vô xài. Nhận bốn móc này thì cô chú biết nè, còn như làm nổ thì không biết, sẵn dọn luôn. Bố còn rất là dày luôn. Nhà con té thử máy này chưa đổ xăng nữa. Con đổ cho dầu vô đi, có cho dầu kìa. Cái này là bên em dọn nổ rồi cô chú an tâm nhé. Cái nào em dọn rồi thì em báo cô chú em dọn rồi. Con nó đẹp vậy hả? Rồi nghe con test thử rồi, không có xăng không biết sao nè. Thank you.
Cái này là em bao nổ con cô chú ơi, cái này là em bao nổ cô chú mà. Rồi em thay bình xăng rồi em bao nổ cô chú luôn ha. Nè bỏ này vô nè con. Cái này em tính cô chú là con B2 đang 1 triệu con cô chú. B2 1 triệu. Mitsubishi TL23. Giá không dính. Không ai còn đi dưới bình xăng, lấy bút lông đi dưới bình xăng đi. Con thứ ba là B3 này cô chú. Cái này là con Mitsu 23 lời. Dòng này dạ, là con trai em đó, hôm qua nó mới hỏi bây giờ. Bữa nay em thấy gia thủ cầm là gia thủ lấy rồi đó. Này tôm nhôm luôn cô chú ơi. Bố còn dày. Này có tài nhớt làm nè. Anh nhớ sáng giờ làm được mấy cái. Bố dẫn cá lại rồi. Cái bô nó đẹp cô chú, nó còn đen thụ lụi đúng không? Tôm mới xu. Rồi 23 lời rồi. Nhà con chết hàng cô chú mình ơi. Tôm rời cái này cô chú lên cận lên gì nó cũng đã chứ. Con ghi cho nào chưa? Thì con mấy con mở bố ra đi ngồi mà nhận chắc lại cho cô chú. Bị có bố nhiều khi em giật cam chết lên cái nó bung. Nó bung sợ nó quýnh để cái đít của cái chụp đít. Cho anh Hùng ngồi nhau đi. Không có lấy được. Cô chú nhìn diễn cái gì cho nó ăn đồ chua. Em nói cô chú là năng chanh sống luôn, chanh dây nè, chanh sống luôn nha. Chấm vô muối ớt năng. Ăn ngon lành mà mình ăn theo mà mình không kêu không nổi. Ngõ dị sưng dánh chứ. Bắt chứa còn rẻ không có được coi chứ. Nó ăn ngay được chứ. Này em tính cô chú là 1.500.000. Cái này là cô Mitsu 23 là cô chú ơi. Cái này về cô chú gấp cần vô là lên bình xịt. Gấp cần vô là lên máy phát cỏ. Còn gấp vô bình xịt thì nó lên máy xịt thuốc. Còn cái nắp chụp e là nó đẹp còn đầy đủ cô chú ơi. Còn đầy đủ bên em nhắn lại cô chú. À B3 cô chú ơi. 1.050.000. Con này là con B4 TD33 Kawasaki. Nó đẹp, hết sức đẹp, trong mở thiếu nắp chụp e coi chú. Thiếu nắp chụp e. Cái nào nó coi chú nhìn. Để bình xăng lớn. Không có nắp chụp e về coi chú xuống khó bắt vô nha. Có nắp chụp e. Rồi nhà con té thằng cho cô chú ơi. Cái này thì chưa dọn nổ cô chú ơi. Cái này chưa dọn nổ. Cái ngày thằng Tài nó dọn chừng 3 cái là bắt đầu nó lủi nó trốn mất tiêu, nó trốn đi ngủ. Nó vô ổ nó ngủ rồi nó trốn rồi. Rồi bữa nay em xả giá cái này cô chú ơi. Không dài quá ngày nay cô chú nhắn tin nó quá trời bắn mắt rồi thằng ơi, quá trời bắn mắt rồi cô chú. Quá trời bắn mắt rồi thằng ơi. Em nói nhiều khi nó thật sự cô chú đừng có cười em, cũng có nhầm người. Tại cái này cái giá là em không có nắm, em không có nắm rõ là bên cái phần máy này vô như máy dầu thì em biết, còn máy phát cỏ hay thì có gì anh em cứ lên tiếng nha thì em sẽ điều chỉnh giá cả lại. Nhưng mà mình nói sao mà nghe nhẹ nhàng mà dễ nghe nữa thắng ơi. Cái anh bán cái đó hay là em bán cái đó anh thấy giá cao lắm thì em sẵn sàng rửa cái góp liền.
chứ đừng vô chống nói này nói kia thì thông cảm những cái tin nhắn em không trả lời hoặc em lóc trong ngoài anh em cũng thông cảm, nó buồn rồi thì mình cứ là người Việt mà cái lời nói nó là nó đi đậu coi chút, mình nói làm sao mình nghe cho nó, mình nghe mà hai bên đều vui được, đâu có ai mà trách móc mấy cái lời nói đâu, mình nói làm sao mà hai bên rất là vui vẻ nên thắng rồi, thắng về mặt lắm rồi thì là điều chỉnh lại mà nói hai bên rất là vui. Vô chị nói nặng lời chị công nghe mệt chết. Rồi con này là con số mấy con? B4. B4 cái này tính cô chú là 800 ngàn. Mấy đẹp gì cô chú, có nách chụp em cô chú. Này em quất lần 5 cái mà nói gì nói thì cũng được sự ủng hộ của cô chú rất là nhiều. Có nhầm ngày đóng 5 người đóng là không kịp á. 5 ngày bây giờ là em ít có, bữa nay là quay ít nè. Quay nhiều cái là đóng hàng sáng có nụi ha. Lộn tùm lum hết trơn hồi sáng. Hôm qua là lộn 4 chủ. Lộn 4 người luôn. Cái máy này thì gửi số kia gửi cái này làm nó vừa mất thời gian. Mấy bắt cỏ gửi mấy cưa, còn mấy cưa gửi mấy bắt cỏ. Dán đá bên này, dán đá bên kia tùm lum hết trơn. Còn con này là con TH34 nè. Thì em tới em thì vô cùng thoải mái, em nói thật sự cô chú không có buồn phiền, không có giận hờn gì hết. Chụp cái zin nó bị gãy tay con hai chụp em mới. Cái này nó trả lại cái bộ zin cho nó được. Dạ, kệ vô quấn kèm theo. Cái này thì để em quấn kèm theo cái bộ chụp zin, bắt nhớ để chỗ nào bắt quên. Để cái cửa phòng. Là cái này em sẽ trả lại cái chụp zin cô chú. Cái này có con tài làm nè. Cái này em điều chỉnh giá lại cô chú mình ha. Cứ vô tư mình nói sao mà vui vẻ hai bên là được, không có gì hết, bắn mắt bắn vẻ gì gì thắng ơi bắn đó gì. Chỉnh giá thì có rất nhiều cách nói rất là hay. TH34 của cô chú. Rồi nhờ con test hàng cho cô chú ơi, nó đẹp như là em nói cô chú là này lên chứ cần một cái tuyệt vời luôn, dữ lắm đã cô chú ơi, bị sơn phủ. Còn bộ chụp e thì để em gắn lại cho cô chú nha. Anh trả lại cái bộ e-gin của này cho cô chú. Qua hiện tại lột ra để em nhớ trước cửa phòng em. Trong cái thời gian này con chạy chỉnh, con khoan chạy xăng đi chứ. Chạy lên chỉnh đi con. Con này là con B5 nha cô chú. Có nhiều khách hàng bên em nói mình nghe chân tình luôn, người ta nói mình điên mình vẫn không không có buồn thế nào luôn á, nó rất là hay. Cái lời nói coi vậy nó quan trọng dữ lắm coi chú, từ khà gửi thăm sức khỏe mắt thì mình nói mắt rẻ nói rẻ mà mình nói nghe nó im tay, chứ bình thường ai mà ở khu vực em mà không phải mình nói gì á, là mình tuy còn nhỏ tuổi thiệt mà không ai dám nói câu đó với mình, bị ta nhìn cái không phải ta nhìn cái cách làm ăn của mình á, ta nể. Chứ người ta nhìn cái dàn thợ em mười mấy thằng, người ta cũng ớn, nó cũng không ai dám nói, nó sợ thợ em nó bụp người ta. Đấy, đã còn có tính tiền movie chưa? Chưa, còn có tính tiền movie, kể cho anh đi. Dạ. Dạ. Cái máy này coi nhọn quá không? Dạ. Máy này là tài nhớt dọn nổ cô chú. Cái này là cô chú nhớ lưu ý là bên em trả lại cái bộ boe gin. Còn máy này thì nó là TH34 nòng 37-38 ly, em không nhớ chính xác nha, vì bên máy này em không gần bằng máy dầu. Còn cái thùng xăng 17 cô chú. Còn máy thì rất là đẹp luôn nè. Đẹp lắm, nắp xăng rất là đẹp. Đó. Được đó. Rồi, cái này bữa nay bán cho cô chú là 2.8 triệu. TH34 là B5. Rồi em cũng xin kết thúc cái video này nha cô chú. Để tụi em chuẩn bị sắp xếp lên cái video tiếp theo. Rồi cho em cảm ơn cô chú rất nhiều nha. Cảm ơn tài nhớt nha. Dạ. Chào cô chú.